10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bây giờ chôn phải buồn, toàn là ngày khai. Cái này là trong phải bay, chôn phải buồn. Chôn phải buồn. À, trong phải khai. Và xa má nó mà toàn đoàn ngay vậy cũng. Đã đừng ngay, bà đừng ngay, đừng cho năm. Cái này. Mà phải, mà phải bình, tui. Cái này. Đoàn phải buồn chôn. Cái này. Đích ngày nữa, đại cha tham tham thằng 30 30 chôn chị ba đang 29 thằng nữa chôn tham cha ai chôn hạ thằng ngày 30 là chôn năm năm mấy này cũ xong xua này nghe cái tục ngôi dân sửa nó cũ đâu đấy nằm đấy cũ ngôi sửa là hay sửa mặt thay cối cũng sửa mặt thay cối mà đang nép qua đây chơi dân xua cũng bắn hay chen nó sửa đấy cũ chen vụ sửa đấy tụi ngồi dân đấy là chen vụ sửa hay dân sinh trong qua cái đạt cái đó nó bán mạng ngay sửa bán mạng ngay cũng con chân em chân lạc hé nó khi mò thứ cái nào mà đó chứ chen lạc hé đấy là chen vụ thơ cái là thì dân là đi là cụ mưa này nha màu hà bay đúng rồi hà bay à tôi chấm hai cái mồi đi đó là đang năm chứ đang ngày đang ngày cuối năm 2023 là gần 24 giờ con cụ trả đấy cô rồi mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV ha. Bữa nay mình lại quay video cận cảnh là ghe ngò chùa đây Tà Xúa hiện tại như thế nào cho cô chú anh chị xem. Và hiện tại là chùa đây Tà Xúa hiện tại là chưa có động tĩnh gì ha. Ý là chưa có sửa cái ngon của chú anh chị cho các bạn. Ờ, sửa hả? Là bên đây là sửa rồi phải không? Đó, lên thôi. Sửa hả? Đâu, xem coi đi. Rồi, bên đây là cũng sửa rồi của chú chị á. Đây. Đây. Gã ra hết trơn rồi của chú anh chị cho các bạn. Cái ghe gã ra hết á. Đây. Là chùa đây là số 2, sửa chiếc cái ngon. À, để cho năm 2022 tổ chức tại Xuất Căng Festival đua ghe ngò ha. Đây là chiếc ghe ngò đùi chùa đây là xuống đang sửa chữa. Sư đóng cửa mình vô không có được cô chú anh chị các bạn ha. Mình chỉ quay từ phía bên ngoài vô thôi. Đó. Đây là chùa đây là xuống. Rồi phía chiếc bên đây thì chiếc ghe ngò cũ hồi nãy là gã đó là sửa chiếc mới ha cô chú anh chị các bạn. Mà thợ sửa thì hình như là giờ nghị dân Vinh Vũ cái gì á, nghị dân Vinh Vũ sửa là chiếc ghe ngò chùa đây là xuống. Đó. Đây này bữa nay mình quay video ngắn nha của chú anh chị các bạn là chùa đây là xuống như thế nào. Đây ghe ngò chùa đây là xuống đang sửa chữa rồi chiếc ghe ngò đang sửa chữa đang gã ra luôn ha. Bên kia chiếc bên kia đang gỡ ra đây chơi đây ghe ngon nè ha chùa đây là số bữa nay mình sẽ quay cái video ngắn này ha video ngắn cho cô chú anh chị xem đây đây là chỗ vàng tập của chú anh chị các bạn đây là vàng ta tập vượt nè ha đây chùa đây là số rồi mình vô quay phía bên trong không được ha mình quay vô phía bên trong không có được mình quay phía bên ngoài thôi ha. Bởi vì sư đã khóa cửa ha, chỗ này cho vượt, tập vượt của ghe ngò chùa đây Tà Xúa. Đó, thì chiếc ghe ngò chùa đây Tà Xúa hiện tại là đang sửa chữa cô chú anh chị các bạn, đây là chiếc ghe ngò cũ. Đây là dàn tập vượt, mình chỉ quay được phía xa thôi. Thì sư khóa cổng rồi mình không có vô được ha. Cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm ha. Sư đóng cửa không có vô được ha. Giờ hiện tại là đang gã ra cái chiếc ghe ngò cũ. Ha. Đây là đây là số của chú gì bạn ghe ngò đây là số bây giờ hiện tại ghe ngò đây là số đang gã ra chuẩn bị mùa giải mới con bốc năm 2022 được tổ chức festival đua ghe ngò tại Xuất Căng thì ghe ngò đây là số hiện tại đang sửa chữa khoảng là 90% bên kia anh bên kia anh bên kia bên kia ờ bên kia mới đang gã ra cái này ghe cũ. Bữa nay mình quay cái clip ngắn này của chú chị các bạn. Đó, đây Tà Xúa. Ghe ngò chùa đây Tà Xúa. Đây thuộc về Bị Tú. Xuất Căng của chú chị các bạn. Đây. Đang sửa chữa nhưng mà mình vô quay không được, sư đóng cửa của chú chị các bạn thông cảm nha.
đó, và phía này là dàn tập, phía này là dàn tập của cây ngô, chỗ đây là xuống bên kia thì chiếc cây ngô cũ, và phía bên kia là cũng chiếc cây ngô mới đang gã ra mà mình vô quay không được ha. Đây song sắt bên luôn cô chú chị, đây đây song sắt bên luôn ha, ghe đẩy xuống là tới luôn cô chú anh chị các bạn. Đây chiếc cây ngô nè đang gã ra nè ha, đó đang gã ra, đây là chùa, đây là xuống ha. Chiếc cây ngô đang gã ra giờ rất là đẹp anh cô chú anh chị các bạn, đó đây đây kế xong luôn ha các bạn, xong sát bên luôn ha. Đây là đẩy xuống luôn nè, đây đẩy xuống, đây xuống xuống xong luôn nè ha. Đây là chùa, đây là xuống, tôi về xã Phú Mỹ, về Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chiếc cây ngô đang gã ra sửa chữa ha. Thì bữa nay mình lại quay video ngắn thôi, sư đóng cửa mình không có quay được, cô chú anh chị các bạn thông cảm nha, thông cảm cho mình đây. Đó. À, mình quay khoảng là video khoảng 5 phút rồi cô chú anh chị các bạn. Đây là dàn tập thì bà bằng làm bằng bê tông ha cô chú anh chị, làm bằng bê tông ha. Đây ở đây bên phía này là chạy ra hai chiếc, cái này chiếc cũ ha, bên kia chiếc mới đang gã ra làm ha cô chú anh chị các bạn. Và cô chú anh chị các bạn xem nhớ đăng ký kênh Hoàn Toàn TV ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy là clip của mình tới đây kết thúc. Hôm nay mình quay clip ngắn thôi cô chú anh chị ha.